quý vị, mùa xuân, mùa của hương hoa, của vạn vật thi nhau đầm trời đáy lộc. Có lẽ cũng vì thế mà bao đời nay, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, bên cạnh bánh chưng bánh dày thì không thể nào thiếu những chậu hoa, chậu kiển. Và trong không khí những ngày Tết Tân Sửu đang đến gần như thế này, xin mời quý vị cùng chúng tôi thăm thú những vườn hoa để xem năm nay nhà vườn đang tất bật như thế nào để chuẩn bị hoa phục vụ cho ngày Tết. Đại thi hào Nguyễn Du đã từng mượn hình ảnh của hoa mai để miêu tả về vẻ đẹp của Thúy Kiều, Thúy Vân qua hai câu thơ lục bát: Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Bởi cốt cách tào nhã, thanh cao, tinh khiết như vậy mà người xưa đã không ngớt lời ca tụng, xếp hoa mai đứng đầu trăm hoa cốt cách thanh kỳ và là một trong tứ hữu mai, lan, cúc, trúc. Với đặc tính rụng lá vào cuối mùa đông, nở hoa vào đầu mùa xuân, nên từ lâu, hoa mai đã trở thành một biểu tượng đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Hễ khi thấy hoa mai nở vàng rực đầu ngõ, tức là sắc xuân cũng đã về. Nhắc đến mai vàng, người ta thường nghĩ đến hoa mai vàng năm cánh. Bên cạnh đó còn có mai tứ quý, mai trắng hay hoàng mai, vân vân. Hoa mai cũng là biểu trưng của mùa xuân, của sự may mắn, của sự giàu sang và phú quý, nở rộ trong ngày Tết cổ truyền dân tộc. Hoa mai đem đến cho người người, nhà nhà biết bao nhiêu là cảm xúc cao đẹp. Nó nhắc nhở ta nhớ về cội nguồn dân tộc và tình yêu đối với cuộc sống. Vì vậy, hoa mai vàng không chỉ là cây trưng ngày Tết của hầu hết gia đình Việt, mà còn là món quà mang đầy tâm ý để tặng cho người bạn yêu quý vào những ngày Tết đến xuân về. Năm nay, vườn mai Sáu Hải đã chuẩn bị hơn 500 gốc mai lớn, nhỏ để phục vụ cho nhu cầu chơi mai của người dân dịp Tết đến. Vì cây mai chỉ ra hoa khi lá đã rụng, cho nên nhà vườn sẽ canh thời gian lặt lá để cho hoa nở đúng ngày Tết. Có những người chơi mai sớm nên từ đầu tháng Chạp đến nay, nhà vườn đã tiến hành lặt lá. Cây mai sau khi lặt lá sẽ được gộp nhằm cố định cành và nụ để bảo quản nụ trong quá trình vận chuyển. Nhìn vào nụ hoa, ta có thể ước chừng được khi nào thì mai sẽ nở. Nụ còn nhỏ, đầu nhọn, thân nụ thon thì hoa sẽ nở muộn hơn những nụ đầu tròn, thân mập. Khi các nụ bắt đầu để lộ ra phần vỏ lụa màu xanh bên trong thì còn khoảng 5 đến 7 ngày nữa thì hoa sẽ nở. Mai này chăm sóc rất là cực, tại vì cái cây mai này sửa rồi không là đã 4 ngày, tháo kẽm ra không là cũng 4 ngày, 5 ngày mới tháo hết ra được. Cây mai này chăm sóc nói chung nó tàn nó lớn thì chăm sóc nó rất là khó, chụp thuốc, chụp men nó cũng rất cực, phải bắt ghế, bắt thang rồi lên mới chụp được. Với người thực sự biết thưởng thức mai thì mai là vô giá. Nhất là dưới mắt nhìn của người nghệ nhân thì dù ngôn từ có hoa mỹ cũng không thể tả hết được vẻ đẹp của cây mai. Càng không thể định lượng, định giá khi chỉ dựa trên độ tuổi, chiều cao của cây hay độ to nhỏ của gốc rễ. Nhiều năm trở lại đây, những cây mai có thế đẹp được nhiều người săn đón với giá rất cao vì họ tin rằng thế mai biểu thị cho phong thái, phẩm chất cao quý của con người và rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp khác. Ngày mai trồng mai giúp là mình đem cái hạnh phúc, đem cái may mắn cho đến người ta. Tiền bạc thì hôm nay mình không có nhưng ngày mai mình có, là từ từ mình có. Nhưng mà cái niềm hạnh phúc nhất là người ta mua được cây mai mà người ta mang về chúc Tết, mà khi người ta trả về mình cho mình đó, có lời cảm ơn, cái đó là hạnh phúc nhất của những người làm vườn. Vượt lên nghịch cảnh và thời tiết khắc nghiệt để khi xuân về dâng cho đời bông hoa xinh, lộc tốt. Có lẽ vì thế mà một nhánh mai vàng thắm sân nhà trong ngày đầu năm mới, tuy đơn sơ nhưng đã thể hiện được ước mơ cháy bỏng về một năm sung túc, an lành, là khát vọng của dân ta trong ngày xuân mới. Trong tiết xuân se lạnh những ngày cuối năm, khắp nơi từ nhà vườn đến những nẻo đường Sài Gòn, giờ đây cũng bắt đầu được điểm xuyến và tô màu bởi muôn ngàn sắc hoa khoe thắm. Tất cả đều đã sẵn sàng để cùng nhau chào đón một năm Tân Sửu 2021 hạnh phúc và bình an. Dẫu có vùi mưa, nào hủ bại,
dù cho ngập nắng chẳng sâu sài, thương đời vẫn trổ màu ưu ái, bởi sẽ xuân về mộng Thái Lai.